Chào các bạn, đây mình có hai cái bao da dành cho iPhone 5 của nhà sản xuất Viva. Những cái bao này được làm bằng nhựa, nhưng mà nó cái họa tiết bên ngoài của nó là họa tiết sơn, cầm trên tay khá là thích. Thì nó có rất là nhiều màu khác nhau. Ở đây mình cầm một cái là màu hồng dành cho những bạn nữ tính và một cái màu đen dành cho những ai thích sự mạnh mẽ. Ở đây mình có một chiếc iPhone 5 màu đen, mình có thể gắn vào. Bạn thấy là kích thước của nó rất là vừa khít với cái màn hình 4 inch của iPhone 5. Chúng ta có thể mở ra đóng vào như thế này. Đây là mặt sau, nó có một cái lỗ khoét camera và đèn flash. Ở dưới thì vẫn có một cái khe lớn để chừa cho cái cổng sạc Lightning, cổng âm thanh 3.5 và loa ngoài. Cạnh trên thì tương tự, chúng ta có thể thao tác rất là dễ dàng. Và ngoài ra thì cái này bạn thấy là mặt sau của nó thiết kế dạng cong gấp khúc để cho phép chúng ta có thể dựng máy lên đó, chúng ta có thể dựng máy lên và nó đứng như thế này, rất thích hợp cho cái việc duyệt web. Nó khá mỏng, không có dày cho nên cầm trên tay nó không có cấn tay nhiều cho lắm. Những cái bao này đều rất giống nhau. Và ở đây mình có rất là nhiều màu, có màu cam, màu xanh thẫm, màu đỏ và màu xanh lá cây, tất cả đều là của hãng sản xuất Viva. Xin cảm ơn các bạn.